Sáng ngày 6 tháng 2, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai và Bảo hiểm xã hội các địa phương trong tỉnh đã tổ chức trao tặng 45 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các bệnh nhân bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện Đức Cơ, Cờ Bang, Công Chi Ro, Krompa, Sapa. Tổng kinh phí tặng quà là 22,5 triệu đồng được Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai huy động từ nguồn đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn ngành, qua đó thể hiện tấm lòng sẻ chia của cán bộ, viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đối với những bệnh nhân, bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các bệnh nhân, bệnh nhi trong dịp Tết đến xuân về. Đây là hoạt động ý nghĩa được ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói chung và Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai thực hiện trong những năm qua nhằm lan tỏa truyền thống, trao nhân ái, lan tỏa yêu thương trong toàn ngành, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.